May mà chị phát hiện ra. Mày thử ý là nó chui vào trong váy mày, nó đốt quá xem. Mọi người nói thử, à, mọi người nói thử đi. Anh có nghe rõ lời em nói không? Anh có nghe thấy em nói gì không? Thế bị tao anh tắt em tiếng, em diễn được không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, một người. Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi live stream của phòng khám đa khoa Biển Tiệp với chủ đề. Xin chào mọi trải người. Tôi là Kim Lan. Gì đẹp bằng sen lá xanh bông trắng lại trên dịu vàng. Đó anh nhớ duỗi chân ra này. Thế là cũng không cái gì khác giống như này đúng không? Không. Yeah. Vì chị có thò tay vào không đấy? Nhét vào xong thò vào. Đấy, buồn cười. Không em thò được, em thò được tay em vào. Hôm nào có khi mình phải mang một ít lọ thuốc đi hoặc là mình lấy. Để PR. Cái gì nhá, bảo là viết như thế nào nhỉ? Trải nghiệm lần đầu dùng hormone ạ. Hay là ghi là hành trình đến Thái Lan. Tôi trải nghiệm lần đầu đấy. Dùng hormone đi. Thì mình hơn 8 rưỡi rồi. 8 rưỡi 35. Đừng có ghi hành trình đến Thái Lan. Ừ. Ghi bảo hành trình thay đổi tính tình. Sao chị ạ? Ô, càng ném đá càng nhiều người xem. Đúng rồi đấy. Thôi kệ đi. Cho ném đá đi. Hoài chủ thay đổi tính tình. Cũng được. Mấy bạn về miền Nam hay nói thế. Ừ, nghe nó vui mà. Ừ. Thay đổi tánh, tánh tình. Tánh tình à? Vâng. Tính tình cho miền Bắc. Ừ, tính tình. Đừng dùng từ miền Nam nó khó. Khó ấy. Anh xin thay đổi. Mấy bạn miền Nam đấy. Hay đăng lên bảo là lại thêm cô gái nữa thay đổi tính nết. Vâng. Có thể rồi gì? Vâng. Khi nào bắt đầu thì anh bảo em nhé. Anh đến anh giơ ngón tay cái 3, 2, 1 bắt đầu thì em sẽ bắt đầu luôn. Xong cái cận mặt mây trâu này. Mọi người tắt tiếng nhé, tắt tiếng điện thoại nhé. Nhìn vào cái máy dưới đó. Cái tờ ở giữa nó không có gì nhìn mà. Bài một phải đây tôi khác một bài. Tí sẽ hỏi là giới thiệu các bạn nhé. Thế thì là lượt các bạn đang làm gì, tên là gì các bạn, hoặc là ở đâu cũng được, hoặc là muốn biết mình là ai mời sang Google. Livestream và kết bạn với mình qua Facebook gì đó. Và chị Đào Anh nhớ câu hỏi của chị nhé, câu hỏi vừa nãy mà chị vào ấy là sử dụng hormone liều lượng là nhớ mà. Câu dễ thôi, câu thì khó đấy. Câu là cách, để dễ mà. Cách sử dụng hóc mà liều lượng sử dụng hormone đúng cách là gì? Phương án A. Cái câu đấy mình cũng chả đưa ra đáp án đúng mà nó mà được chứ. Đáp án C cuối cùng là không cái câu đầu một tiên. Một người liều lượng hormone đều không sử không giống nhau. Cái câu đầu tiên chị hỏi hay mà. Là câu gì đây? Câu lượng hormone dùng cho mỗi người là giống nhau ấy, là đúng hay sai? Thầy hư không phải diễn mà
Trái hướng. Trái hướng hồi lên. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi buổi live stream lần đầu làm chuyện ấy của Phòng Khám Đa Khoa Biển Việt. Thưa quý vị và các bạn, series live stream lần đầu làm chuyện ấy là những trải nghiệm của lần đầu khi chúng ta bước vào cánh cửa của cuộc đời. Và ngày hôm nay thì Mai Châu sẽ mời quý vị và các bạn sẽ cùng Mai Châu và những người bạn, những cô gái rất xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi về một chủ đề, đó là chủ đề lần đầu thay đổi tính tình. Và xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời của chúng ta. Xin mời khách mời, hai vị khách mời có thể các bạn có thể giới thiệu về các bạn được không ạ? Xin chào chị Mai Châu. Xin chào mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Kim Mai. Mình hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Mình đang làm người mẫu tự do. Xin chào Mai Châu. Xin chào tất cả các bạn đang xem live stream lần đầu làm chuyện ấy ngày hôm nay. Mình là Đào Anh, top 10 Miss Tiffany Việt Nam năm 2018. Ngày hôm nay nhận được lời mời của chương trình của Phòng Khám Biển Việt, mình rất vui khi có mặt ở đây để cùng chia sẻ với các bạn tính tình của mình đã thay đổi như thế nào. Dạ vâng, tính tình của mình đã thay đổi như thế nào là một câu trả lời, một câu hỏi rất là đặc biệt đúng không ạ? Và Mai Châu muốn hỏi chị Đào Anh trước nhé. Chị Đào Anh có thể chia sẻ cho Mai Châu là điều gì khiến cho chị Đào Anh quyết định tham gia cái buổi talk show này? Bởi vì như Mai Châu có chia sẻ với chị Đào Anh từ ban đầu là buổi talk show thì sẽ chia sẻ về những vấn đề về sử dụng hormone của người chuyển giới. Và điều gì khiến chị muốn nhận lời tham gia buổi chia sẻ này ạ? Khi mà nhận được cái lời mời của Mai Châu để mà tham gia cái talk show chương trình và nói về cái vấn đề sử dụng hormone ý, bản thân của mình là một cái người đã thực hiện phẫu thuật chuyển giới rồi thì mình tất nhiên là mình cũng sẽ có những cái trải nghiệm. Vậy bản thân mình cũng là cái người mà cũng đã có những cái bước đi đầu tiên từ cái thời điểm nó khá là sớm, nên mình hy vọng là những cái kiến thức của mình có và những cái kinh nghiệm mình có thể sẽ mang đến cho các bạn đang đi tìm cái phương pháp, đang đi tìm cái cách thức đúng để điều trị hormone có thể có được những cái lời khuyên chân thành nhất của mình. Dạ vâng ạ. Ngày hôm nay thì Mai Châu rất là vui bởi vì là hai người bạn đồng hành cùng Mai Châu đều là những người chuyển giới rất là xinh đẹp. Và Mai Châu rất muốn nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy theo dõi buổi live stream này diễn ra trong vòng 30 phút. Ngoài ra thì các bạn hãy chia sẻ live stream để những câu chuyện đặc biệt của khách mời ngày hôm nay thì sẽ được nhiều người biết đến hơn. Và chắc chắn rằng trong số những khán giả xem theo dõi live stream này thì sẽ có những bạn đã biết người chuyển giới là ai rồi. Và cũng có những bạn thì chưa hình dung ra người chuyển giới là ai cả. Và Mai Châu sẽ chia sẻ cho các quý vị và các bạn về định nghĩa người chuyển giới được công nhận. Người chuyển giới là trạng thái của một người nhận dạng bản thân thuộc về một giới mà giới đó không phù hợp với giới tính sinh học cơ thể. Chẳng hạn, một người sinh ra với đặc điểm giới tính là nam nhưng nhìn nhận bản thân mình là nữ. Và một người sinh ra mang đặc điểm giới tính của mình là nữ nhưng lại nhìn nhận giới tính của mình là nam. Và cảm nhận này không phụ thuộc vào việc người đó đã can thiệp phẫu thuật hay chưa. Và trước khi bắt đầu của chương trình thì Mai Châu xin mời hai vị khách mời của chương trình. Chúng ta sẽ cùng tham gia một phần trò chơi nho nhỏ để thử thách các bạn để xem các bạn có hiểu về cộng đồng của mình không, hay là các bạn đã biết gì về bản thân mình cũng như bản thân những người giống như mình. Mai Châu có một chiếc lọ có rất nhiều câu hỏi đặc biệt. Mai Châu muốn hai bạn sẽ từng bạn một sẽ bốc thăm câu hỏi ở trong này. Và trong câu này thì có rất nhiều con số. Và Mai Châu muốn rằng các bạn hãy thử đưa ra một đáp án xem con số đó nó liên quan đến điều gì, liên quan đến kỷ niệm hay liên quan đến một dấu ấn đặc biệt nào liên quan về người chuyển giới. Thì trước tiên thì Mai Châu sẽ mời Kim Mai trước nhé. Kim Mai hãy bốc thử một con số. Em mở luôn à? Em mở đi. 1980. 1980. Em nghĩ là đây là năm sinh hoặc là một cái năm gì đấy đánh dấu. Nhưng mà năm này em nghĩ là nó sẽ không phải là một cái gì đấy nó về luật. Tại vì cái thời điểm này ở Việt Nam thì chưa luật về người chuyển giới chưa được phổ biến. Thì em nghĩ là nó sẽ là năm sinh của một người nào đấy.
Chị Đào Anh nghĩ sao? Chị Đào Anh nghĩ là cái năm 1980 này nó là cái ngày mà người ta đã chính thức công nhận là cái cộng đồng LGBT, người đồng tính, người song tính, người chuyển giới được thành lập, và người ta đã chính thức công nhận là cái này không phải là một bệnh. Theo mình nghĩ thì nó là ở trên thế giới á. Ở trên thế giới. Chị Đào Anh cũng nghĩ rằng câu trả lời của mình có chính xác không ạ? Mình cũng không chắc lắm, nhưng mà mình nhớ mong máng là năm khoảng tầm thập niên 80-90 thì là đã xảy ra cái xảy ra cái sự kiện đấy. Diễn ra sự kiện đấy. Dạ vâng, em sẽ đọc câu trả lời để xem cả hai suy nghĩ, hai câu trả lời của các bạn có đúng không nhé. Năm 1980, hiện tượng người chuyển giới đã được Hiệp hội Tâm thần học Mỹ AAPA chính thức phân loại là một dạng bệnh tâm thần và có tên gọi là rối loạn định dạng giới. Và câu trả lời của chị Đào Anh ngược lại với đáp án. Bởi vì năm đó, ở thời điểm đó, người ta vẫn chưa công nhận người chuyển giới, và người ta mặc định người chuyển giới là bị một căn bệnh, đó là bệnh tâm thần học. Và mãi đến sau này, khi mà xã hội càng ngày càng phát triển, khoa học càng tiên tiến, thì bắt đầu lúc đó người chuyển giới mới được biết đến một cách công bằng, sống như mọi người và không bị cho vào trong danh sách là những người bị bệnh nữa. Và bây giờ thì chị em xin mời chị Đào Anh sẽ bốc thăm. Mình hơi nhớ một tí thôi mà. Nhưng mà cũng gần chính xác đúng không ạ? Mọi người ơi, mọi người đừng trách nhá. Trong đầu của mình có rất là nhiều từ cao siêu nên là mình không thể. 24 tháng 11 2015 cái này dễ quá mọi người ạ. Cái này dễ quá. Đây là ngày mà chính phủ Việt Nam chính thức thông qua cái luật dành cho người chuyển giới tại Việt Nam. Ngày 24 tháng 11 năm 2015 đúng không ạ? Là ngày quyền chuyển đổi giới tính chính thức được hợp pháp hóa tại Việt Nam sau khi Bộ Luật Dân sự sửa đổi và cho phép người chuyển đổi giới tính và thay đổi nhân thân, hộ tịch sau chuyển đổi được thông qua. Và câu trả lời của chị Đào Anh rất chính xác, và xin mời cho chị Đào Anh một tràng vỗ tay ạ. Bây giờ thì đến Kim Mai. Kim Mai hãy bốc một câu đi. Mong là lần này sẽ đúng. Là con số 77 ạ. Con số 77 đúng không ạ? Em nghĩ cái con số 77 này sẽ là tuổi của một ai đấy. Liệu có phải là số đề tối nay không ạ? Số 77 em nghĩ là tuổi của người chuyển giới lớn tuổi nhất ở Việt Nam. Chị Đào Anh nghĩ con số 77 liên quan đến dấu ấn nào không? Con số 77 thật ra đối với bản thân mình thì mình cũng không có ấn tượng nhiều với con số 77 này. Nên là mình xin phép mình cái câu trả lời này sẽ nhường lại Kim Mai, người bóc nó. Kim Mai có tin rằng đáp án đó là đáp án chính xác không? Em tin là đáp án chính xác, tại vì với con số 77 này thì rất là mơ hồ và nó rất là khó. Thì em nghĩ là có lẽ nó là tuổi của một ai đấy thôi. Xin chúc mừng Kim Mai với niềm tin rất chính xác. Bởi vì con số 77 chính là con số tuổi của người chuyển giới lớn nhất tại Việt Nam. Và hiện tại cô ấy vẫn còn sống. Người Hà Nội hả chị? Là một người ở trong Sài Gòn. Thế ạ. Cô ấy là một cô người chuyển giới lớn tuổi. Và bây giờ còn một câu hỏi cuối cùng. Tại sao mình không để cho Mai sâu bốc câu này không mình? Câu này là câu, những câu hỏi này đều được Mai Châu đã chuẩn bị từ rất là sớm. Nên là Mai Châu đều biết đáp án hết rồi. Không, Mai Châu quên nhanh lắm mọi người ạ. Đúng hóc môn rồi, nhiều khi là cũng ảnh hưởng lên đó các bạn. Con số 600 ạ. Con số 600? Hay là 009? Con số 600? 600 đấy. 600 ạ. Con số 600 thật ra là mình cũng... 600 ạ. 009 thì nó là điểm viên. Theo mình nghĩ con số 600 này nó là cái số lượng người chuyển giới ở Việt Nam là 600.000 người. Mình nghĩ như vậy. Khoảng 600.000 người. Kim Mai nghĩ con số đó liên quan đến một dấu ấn hay một điểm ấn đặc biệt nào trong cộng đồng của người chuyển giới? Em nghĩ số 600 thì cũng khó nhỉ? Khó lắm. Em không nghĩ là 600.000 người đâu. Tại vì nếu mà 600.000 người thì người ta sẽ ghi số 600.000. Nhưng mà 600 thì nếu mà nó là một cái số lượng người chuyển giới thì nó lại quá ít. Mà nó cũng không phải là một số nhỏ. Đúng. Hai rồi. Bạn có cần gợi ý không? Có đi. Có ạ. Về lĩnh vực gì đấy ạ? Mai Châu sẽ đưa thêm một con số nữa liên quan đến con số 600. Đó là con số 2015. À, 2015
2015 đã có tất cả 600 bạn chuyển giới được tham gia vào những cái buổi dự thảo luật về chuyển đổi giới tính trước khi một luật này được thông qua trên qua chính phủ Việt Nam, được chứa chính thức vào bộ luật dân sự. Con số 600 này chính là 600 bạn chuyển giới đại diện cho cộng đồng chuyển giới Việt Nam đã tham gia và ký vào trong cái dự thảo luật chuyển giới đó. Đáp án đó đã chính xác chưa? Chính xác. Nghe cũng hợp lý. Đó, Mai Châu nghĩ rằng đó cũng là một cái đáp án rất là thú vị và cũng khá là hợp lý. Và câu hỏi này thực sự là một câu hỏi rất khó, vô cùng khó. Và Mai Châu xin chia sẻ với chị Đào Anh và Kim Mai đáp án của con số 600. 600 là số người đã chuyển đổi giới tính tại Việt Nam ở thời điểm 2015 và họ cùng nộp cái đơn đề xuất lên trên Bộ Y tế. Và tất cả 600 người đó họ đã phẫu thuật rồi và họ cùng đệ trình lên để họ thuyết phục Bộ Y tế. Chứ không phải là 600 người ký, bởi vì Mai Châu nghĩ rằng nếu mà người chuyển giới mà cùng ký vào một cái lá đơn để kêu gọi vận động đổi thay đổi luật thì con số đó phải nhiều hơn rất là nhiều, chứ không chỉ dừng lại ở con số 600. Thế nên mình nghĩ là 600.000 đấy. Đúng rồi. nhưng mà chị Đào Anh cũng đã đưa ra một cái lời đáp án rất là thú vị. Và đến phần tiếp theo của chương trình thì Mai Châu sẽ chia sẻ muốn hỏi về cả hai khách mời của chúng ta. Các bạn đã thay đổi ngoại hình rồi và các bạn có thể chia sẻ cho Mai Châu hay chia sẻ cho tất cả các bạn đang theo dõi livestream là các bạn đã sử dụng hormone được bao lâu rồi và trong quá trình sử dụng thì các bạn có gặp vấn đề gì không và các bạn đã tìm hiểu nguồn sử dụng hormone như thế nào, thì bạn nào muốn chia sẻ trước ạ? Mình nhờ Kim Mai trước. Em chia sẻ trước nhá. Thì em hiện nay đã sử dụng và bắt đầu thay đổi ngoại hình được 4 năm rồi. Nhưng mà cách đây 3 năm thì em đã thực hiện phẫu thuật chuyển giới ở bên Thái Lan. Thì cái khoảng thời gian ban đầu khi mà mình tiếp cận với hormone ấy, nó cũng rất là khó khăn. Mình cũng không biết đến những cái tài liệu hay là công nghệ thông tin nào để có thể tìm chính xác được. Tại vì cái thông tin ở Việt Nam ở trên báo chí thì nó cũng rất là mơ hồ và nó cũng không có cái gì là trải nghiệm thực tế để cho mình được học theo cả. Thì mình chỉ có cách là mình hỏi những cái người mà đi trước, những cái người chị đi trước là đã từng dùng. Thì qua các chị em chơi với nhau ở trong cộng đồng thì mình cũng biết và tìm tới dùng cách những loại hormone để có thể dùng thì tất cả đều là do truyền miệng. Còn chị Đào Anh thì sao? Thật ra thì tất cả những cái bạn chuyển giới nào mà khi mà các bạn mới bước chân vào cái việc sử dụng hormone ý, thì hầu như là các bạn sẽ giống như là Kim Mai và mình không phải là ngoại lệ. Thậm chí là cái thời điểm của mình thì cái việc sử dụng hormone nó cũng khó khăn rất là nhiều về cái việc giá cả, chi phí và tìm nguồn mua nữa. Tại vì lúc ở cái thời điểm của mình dùng hormone cách đây phải 12 năm rồi. Ở cái thời điểm đó rất là khó có thể tìm được hormone, rất là khó có thể tìm được một người có kinh nghiệm sử dụng hormone luôn, chứ đừng nói là được nghe những người khác truyền miệng lại cho là cái kinh nghiệm dùng là như thế nào và cách dùng là như thế nào. Đúng rồi ạ. Nhưng mà ở cái thời điểm của chị là hầu như không có. Vâng. Tại vì mọi người là không biết đến luôn. Vâng. Chỉ trừ có những cái người chị nào mà các chị đã từng bước chân qua Thái Lan, đã từng thực hiện qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính, thì khi các chị về thì các chị mới mang theo được một ít, rất ít thôi và cái giá thành rất là đắt. Nhưng mà mình phải mua lại cái số hormone đó để sử dụng cách đây mười mấy năm á, thì đúng là cái thời điểm đó đối với mình nó là cảm gia tài. Đúng. Nó là cảm gia tài luôn và mình phải sử dụng tất cả những cái nguồn tiền mà mình có để mình sử dụng cho nó. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cho nó thì mình cũng không biết được là cách mình sử dụng đang sai. Dạ đúng rồi ạ. Đúng thì rồi. Những cái khó khăn mà chị Đào Anh chia sẻ đó cũng là những cái khó khăn của mình, và hơn nữa đối với riêng Kim Mai thì Kim Mai thấy là có một cái khó khăn nó cũng rất là lớn, đó là về y tế. Khi mà pháp luật Việt Nam chưa cho phép việc người chuyển giới sử dụng hormone thì bọn mình cũng tức là trong giới của mình ấy, thì rất là liều, thì ai cũng đều muốn đẹp thôi, thì mọi người cũng tự tìm cách cho mình để mình có thể dùng. Trong đấy thì hầu hết các bạn đều tự tiêm cho nhau hoặc là tự mình tiêm luôn.
cũng không không có mấy ai là nhờ được bác sĩ hay là đến phòng khám nào đấy để có thể tiếp cận được với những nguồn hormone hoặc là nhờ các bác sĩ tiêm cho, thì đấy cũng là một cái rất là nguy hiểm. Tại vì ngay chính bản thân em cũng từng trải qua những cái gọi là sự cố khi mà sử dụng hormone, là có một lần em bị sốc thuốc. Lần đấy là em đi cùng chị Mai Châu và chị Mai Châu cũng biết đến cái sự việc đấy. Thì khi mà em bị sốc thuốc như thế, cũng may là hôm đấy anh tiêm cho em là một người có hiểu biết về y, và anh ấy cũng tiêm cho em cái thuốc chống sốc kịp thời. Thì anh ấy cũng sau khi tiêm xong thì anh cũng nói là nếu mà chỉ chậm 5-10 phút thôi là em cũng có thể là đã ra đi rồi. Thì đấy cũng là một cái mà làm em thấy rất là hoảng sợ, và em nghĩ là cái mạng sống của người chuyển giới nó rất là mong manh. Mình thì khác hơn Kim Ba một tí, là tại vì là cái khởi điểm của mình ấy, mình mua hormone rất là khó và rất là đắt, nên là cũng không có điều kiện để mà tiêm nhiều. Thế ra cái trường hợp mà gặp cái sốc thuốc như thế ấy, thì là cũng mình chưa gặp phải bao giờ, và mình cũng ít nghe thấy có chị em nào gặp phải. Tại vì cái thời điểm đó để mà tiếp cận được với cả một liều hormone nó khó khăn lắm, nó rất là khó khăn. Và sau này khi mà mình đã có cái quyết định là sẽ đi đến phẫu thuật chuyển đổi giới tính hoàn toàn, thì mình bắt đầu sử dụng cái hormone đó, thì mình rất là may mắn vì mình có quen biết với một đội ngũ bác sĩ của Việt Nam. Thì các bác sĩ đó thì đã tư vấn cho mình là hormone này không phải là ai sử dụng cũng sẽ giống liều lượng như nhau. Tại vì là có những cái người ấy, người ta sử dụng hormone một thời gian dài rồi, thì trong cơ thể người ta tự nhiên cái liều lượng hormone nữ ấy, nó sẽ ở một cái phần trăm khác. Còn những cái bạn mà mới sử dụng hormone thì cái nồng độ hormone nữ trong cơ thể thì cái độ phần trăm của nó sẽ khác. Do đó thì đối với mỗi một người thì cái liều lượng sử dụng nó sẽ là không giống nhau. Ví dụ nhá, với trường hợp như là mình hiện tại thì mình đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính xong toàn bộ rồi, mà mình đã sử dụng hormone trong một thời gian dài khoảng 12 năm. Bây giờ thì lâu lâu lắm thì mình mới phải sử dụng hormone thêm để cho nó giúp cho cơ thể mình nó được nữ tính hơn, nữ tính được mềm mại hơn, hay là để giúp cho da dẻ của mình được tươi tắn hơn thôi. Chứ còn đối với bản thân mình bây giờ, mình không cần nhất thiết phải dùng hormone quá thường xuyên nữa. Giống như những bạn đang trên đường, giống như các bạn đang mới sử dụng hormone, thì các bạn cần hormone để giúp cho các bạn có một hình thể đẹp hơn, mềm mại hơn, nữ tính hơn, để phát triển những cái đường nét giống phụ nữ. Thì nó sẽ cần các bạn sử dụng cái liều lượng mạnh hơn. Em xin bổ sung ý kiến của chị Đào Anh một chút ạ. Em hiểu ý kiến của chị, thực ra ý kiến của chị Đào Anh rất là đúng và chính xác. Nhưng mà cái mà sốc hormone mà em kể ấy, thì nó là một cái khác. Tức là cái tiêm ấy, nó không phải là tiêm liều lượng là ít hay nhiều, mà là tiêm sai chỗ. Tức là không may cái chỗ đấy nó lại là bị lệch một tí thôi. Sai vị trí. Đúng rồi. Sai vị trí. Nó chỉ là lệch một tí thôi, thì tức là mình bị sốc hormone. Và em cũng biết là có những bạn khác sốc hormone, nhưng mà có thể là do các bạn ấy bị ngại, ngay cả bản thân em. Ngay ban đầu lúc mà em mới bị sốc hormone ấy, em rất là xấu hổ, và em còn nói với chị Mai Châu là chị đừng có ghi lên Facebook và cũng đừng kể với ai cả. Nhưng mà đến thời điểm này ấy, khi mà mình nhìn lại thì mình nghĩ là mình cần phải chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho những bạn mà giống mình thời điểm đấy, những bạn mà không có nhiều thông tin, thì các bạn có cái để các bạn rút kinh nghiệm. Cái trường hợp như của Kim Mai chia sẻ thì mình cũng hiểu. Cái trường hợp này nó giống như là tại vì mình không được điều trị một cách đúng cách, không được sử dụng những cái phương pháp y tế nó chính xác như được bác sĩ hướng dẫn, mà mình chỉ hoàn toàn tự làm hoặc là nhờ ai đó làm hộ ấy, thì nó hoàn toàn có thể xảy ra những cái trường hợp rất là đáng tiếc. Và thông thường em thấy là các bạn cộng đồng của mình ấy, là một phần là các bạn ngoài việc các bạn truyền tai cho nhau, là thường là các bạn còn có những bạn các bạn không tiếp xúc với cộng đồng ấy, thì các bạn tự tìm hiểu ở trên mạng cơ. Và các bạn tự tìm hiểu có những cái loại hormone là ngoài hormone tiêm ra thì các bạn sử dụng hormone uống nữa. Nhưng mà vì là các bạn uống không đúng liều lượng nên là ngoài việc dẫn đến những cái biến chứng như mình có thể mình bị sốc thuốc này, thì họ lại còn có thể bị những cái biến chứng như kiểu là mình bị chóng mặt buồn nôn hoặc là mình có những cái tác dụng phụ khác. Đó. Nó thậm chí là có những bạn ấy sử dụng theo cái liều lượng mà người ta chỉ, nhưng mà đối với cơ thể của bạn ấy thì cái liều lượng này nó lại không đủ. Bạn ấy dùng thời gian rất là đúng lâu rồi, cũng không thấy nó có tác dụng gì cả. Nên là bạn ấy bảo là có thể là cái đường này nó không có tác dụng, và bạn quyết định chuyển sang dùng cái loại mạnh hơn. Thì khi mà bạn dùng cái loại mạnh hơn đấy thì có thể là gặp những cái yếu tố khác như là đường tiêm đấy. Nó có thể gặp cái trường hợp mà các bạn làm không được kỹ thuật đấy, như là khi mai vừa gặp.
Em muốn hỏi, có lẽ là câu hỏi này em sẽ muốn hỏi các vị khán giả đang theo dõi live stream này, và em sẽ muốn sử dụng điện thoại của mình để em chia sẻ cái live stream này lên trên trang Facebook của em. Một xíu nữa thì em sẽ nhờ chị Đào Anh sẽ chia sẻ trên cả Facebook của chị Đào Anh. Câu hỏi này của em thì nó khá là đặc biệt, vì em muốn dành một câu hỏi là do chính chị Đào Anh sẽ là người tự đưa ra câu hỏi của mình, và một câu hỏi là do em muốn đưa ra. Thì em muốn hỏi chị Đào Anh và Kim Mai luôn. Khi các bạn chuyển giới, ví dụ như chúng ta chuyển dạng từ nam sang nữ, thì chúng ta sẽ sử dụng hormone bằng cách tiêm hormone để chúng ta có ngoại hình nữ tính hơn. Và chính điều đó đã làm thay đổi khá nhiều suy nghĩ của các bậc phụ huynh. Vì rất nhiều các bậc phụ huynh nghĩ rằng con trai mình đồng tính, những người con trai có sở thích thích một người bạn trai khác, và bố mẹ họ nghĩ rằng đó là một suy nghĩ lệch lạc, và họ đi tìm hormone nam để họ tiêm vào cho con của mình, bởi vì họ muốn rằng những người con của họ trở nên mạnh mẽ hơn, nam tính hơn. Thì điều đó có đúng hay không? Và trước khi chị Đào Anh và Kim Mai trả lời thì em sẽ muốn là quý vị và các bạn sẽ có khoảng tầm 2 đến 3 phút để gửi tin nhắn vào trong trang fanpage Biển Việt hoặc là trên nick của Mai Châu để các bạn trả lời câu hỏi đó. Và sau 3 phút, bây giờ là chương trình, bây giờ là 21 giờ, và sau 3 phút nữa thì chương trình sẽ tạm dừng phần câu hỏi đó, và với 4 bạn trả lời nhanh nhất thì sẽ nhận được phần quà là mỗi một bạn được nhận một vé xem phim CGV vào buổi tối nay hoặc là trong tuần này. Và chị Đào Anh cũng có thể đặt cho em một câu hỏi nữa được không ạ? Sau đây mình sẽ muốn hỏi các bạn một câu hỏi. Câu hỏi này rất là sát với chương trình ngày hôm nay, là cái kiến thức mà lúc nãy chúng mình vừa mới chia sẻ cho mọi người. Cái câu hỏi mình muốn đặt ra là cái liều lượng hormone cần sử dụng cho mỗi người là giống nhau, đúng hay sai? 5 bạn trả lời nhanh nhất về fanpage của chương trình cũng như là về Facebook của Mai Châu thì sẽ nhận được cái 4 phiếu xem phim này của CGV trong tối hôm nay và trong tuần này. Các bạn nhanh nhất, câu hỏi rất là dễ mà. Câu hỏi cũng rất là dễ đúng không? Chúng ta chỉ có 3 phút để các bạn có thể trả lời những cái đáp án đó thôi. Và với những cái chủ đề của ngày hôm nay thì nếu mà để được đưa ra một lời khuyên cho các bạn cộng đồng là người chuyển giới hay là những cái bạn mà vẫn còn đang lăn tăn hoặc phân vân việc là mình có nên phẫu thuật chuyển đổi giới tính hay không, hay nên sử dụng hormone hay không, thì chị Đào Anh hay là Kim Mai có thể đưa ra một lời khuyên nào đó để cho các bạn có được những cái lời khuyên thú vị nhất được không ạ? Chị muốn khuyên trước này. Kim Mai có thể đưa trước. Em sẽ đưa ra lời khuyên trước. Thật ra thì em nghĩ là trong cái cộng đồng người chuyển giới nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung thì chúng ta đã rất là đa dạng. Mỗi người nó sẽ có một cái trường hợp nó khác nhau và chúng ta phải tùy vào từng trường hợp. Nhưng mà nếu mà để khuyên chung cho tất cả mọi người thì em chỉ có một lời khuyên là bất kỳ một hành động nào chúng ta khi mà làm rồi thì sẽ suy nghĩ thật kỹ để xác định lại rằng nếu mà cái việc đấy đã được thực hiện thì mình sẽ không bao giờ hối hận. Cảm ơn chị Kim Mai. Còn đối với Đào Anh thì Đào Anh muốn có một lời khuyên dành cho tất cả các bạn. Tại vì là thời điểm bây giờ là năm 2020 nên thành ra là tất cả cái thông tin ở trên mạng ấy nó vốn là một cái thế giới nó khá là hỗn tạp. Nên chúng ta khi quyết định làm một cái điều gì đó, nhất là cái việc điều trị hormone, thì chúng ta nên tìm đến những cái cơ sở y tế có trình độ chuyên môn và họ đã có được những cái kiến thức để có thể giúp chúng ta có thể điều trị một cách đúng cách nhất. Chúng ta có thể đến những cái phòng khám, những bệnh viện mà thân thiện với cộng đồng LGBT ở nơi đó thì chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ những cái tâm tư nỗi niềm của mình, và các vị bác sĩ ở đó hoàn toàn có thể giúp chúng ta đạt được cái nguyện vọng của mình. Hy vọng là các bạn sẽ sớm đạt được ước mơ của mình nhé. Và chính và hai lời nhắn nhủ rất là đặc biệt của chị Đào Anh và Kim Mai cũng là những cái lời nhắn nhủ của chính Mai Châu và Phòng Khám Đa Khoa Biển Việt với tất cả các bạn cộng đồng. Và tất cả các bạn cộng đồng, nếu các bạn muốn tìm hiểu một điều gì đó, các bạn hãy tìm hiểu một cách thật chính xác nhất
để xem nguồn thông tin đó đã đúng đắn chưa, và chúng ta hãy thật tự tin và luôn phấn đấu để có thể giành được ước mơ của mình. Và Mai Châu xin chia sẻ thêm một đóng góp nữa là nếu mà các bạn có vấn đề mà cần lăn tăn hay còn suy nghĩ gì về quá trình hành trình chuyển giới của mình thì các bạn có thể liên hệ với hai nhân vật khách mời của chúng ta là bạn Kim Mai và chị Đào Anh ngày hôm nay. Và Mai Châu tin rằng với hai bạn khách mời này, với những cái kinh nghiệm mà họ đã từng đi phẫu thuật chuyển giới cũng như được các bác sĩ tư vấn như nào, thì ít nhiều các hai nhân vật sẽ giúp chúng ta có những cái chia sẻ và có những cái gợi ý để cho các bạn có thể có được cái sự lựa chọn sáng suốt nhất. Và thay mặt phòng khám đa khoa Biển Việt xin cảm ơn hai vị khách mời của chúng ta và xin chúc hai bạn và tất cả các bạn theo dõi live stream sẽ có một sức khỏe dồi dào. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.